Thưa quý vị, chợ là nơi có nguy cơ rất cao lây nhiễm dịch bệnh. Vì vậy, thành phố yêu cầu ban quản lý chợ và địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các quy định như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đảm bảo giãn cách, đi chợ theo phiếu. Tuy nhiên, có chợ vẫn chưa làm tốt công tác này. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại chợ Túy Loan vào sáng nay. Đây là cổng vào chợ Túy Loan. Sáng nay, người dân đi chợ chỉ cần nộp phiếu, đi theo ngày chẵn, ngày lẻ là vào chợ. Chợ không tổ chức đo thân nhiệt, còn sát khuẩn tay thì có người thực hiện, người không. Tại thời điểm chúng tôi ghi hình, ngoài nhân viên làm nhiệm vụ thu phiếu ở cổng chợ, còn ông Phạm Thanh, phó trưởng ban quản lý các chợ huyện Hòa Vang. Nhưng ngay sau đó, ông Thanh đã khóa máy di động và bỏ đi. Bữa nay là ngày chẵn, bữa đây còn ngày lẻ là không đi được. Chỉ đưa ghi cái phiếu đưa vô cái họ bị lệ chỗ nó rửa ta đó rồi chứ không có đo thân nhiệt. Dạ đúng rồi. Hồi nãy em đi vô là không đo thân nhiệt. Dạ. Chợ Túy Loan là chợ có quy mô lớn của huyện Hòa Vang, lượng người đi chợ rất đông. Theo ghi nhận của chúng tôi, gần như tất cả người dân đi chợ đều đeo khẩu trang. Người dân cũng ý thức và tuân thủ chủ trương đi chợ theo phiếu 3 ngày một lần. Tuy nhiên, người đi chợ chưa thực hiện tốt việc giãn cách. Ngay cả khoảng cách giữa người tiểu thương trong chợ cũng được bố trí khá gần nhau, không đảm bảo cho công tác phòng chống dịch. Qua tìm hiểu, có người dân còn cho biết để tránh nguy cơ lây nhiễm nên người dân lựa chọn thời gian đi chợ khá sớm để hạn chế tiếp xúc đông người. Nhưng vì đi chợ sớm trước 7 giờ nên không có ai thu phiếu, thế là vào chợ tự do. Mấy bữa thành phái sốt phiếu rồi, số này không thấy. Thấy cô đi vô, phiếu cô còn đây này. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi mỗi chúng ta đều không được chủ quan, lơ là. Việc tổ chức mua bán tại các chợ bán lẻ cần được siết chặt hơn, phù hợp với tình hình và đặc thù của từng chợ. Thực tế lâu nay, chúng ta đề cập đến vấn đề đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang như là một biện pháp đương nhiên, nhưng không phải vào chợ nào cũng thực hiện nghiêm công tác này.